Chiều ngày 28 tháng 9, ông Nguyễn Văn Quyết, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vẫn đang ra sức tìm kiếm anh Trương Quốc Hội, 25 tuổi, ngụ thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, bị lũ cuốn trôi khi lưu thông qua cầu vào đêm cùng ngày. Trước đó, sáng cùng ngày, ông Trương Quốc Kiều đến công an xã Phước Sơn trình báo vụ việc. Khoảng 3 đến 4 giờ sáng, con trai ruột của ông là Trương Quốc Hội chạy xe gắn máy chở anh Phan Văn Ba, 37 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, đi từ thôn 5 xã Phước Sơn hướng ra đường DT-755. Khi đến giữa cầu thuộc suối Đắc Tơ, do mưa lớn, nước tràn qua cầu chảy xiết, khiến anh Hội không làm chủ được tay lái, đổ xe và bị cuốn trôi xuống suối mất tích. Anh Ba may mắn nhảy xuống kịp, chạy thoát lên bờ. Hiện các lực lượng đang tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân với hy vọng có kết quả trước khi trời tối và mưa dông kéo đến. Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, địa bàn xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xuất hiện mưa lớn trên diện rộng những ngày qua. Nước trên lưu vực suối lạnh chảy mạnh, kèm theo cây rác khiến cống thoát nước bị tắc nghẽn, gây xói lở, phá vỡ hơn 50 mét đường bê tông, đoạn băng qua suối lạnh. Sau thời gian bị cô lập, đến trưa ngày 28 tháng 9, người dân đã tạm thời di chuyển được qua suối lạnh. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý 3 và 9 tháng của năm 2023 do Bộ Công an tổ chức ngày 28 tháng 9, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 9 tháng của năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.700 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, hơn 52.000 trường hợp chở hàng quá tải. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, qua 40 ngày thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 47.000 trường hợp vi phạm. Tai nạn giao thông liên quan đến xe khách giảm sâu cả 3 mặt, gồm giảm 38,7% số vụ, giảm 43,9% số người chết, giảm 33,1% số người bị thương. Qua 25 ngày thực hiện, các tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, bước đầu xác định 160 trường hợp người điều khiển là công chức, công an, bộ đội, nhà báo, đang công tác hoặc đã nghỉ hưu. Ngày 28 tháng 9, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin phản hồi về phản ánh của phụ huynh xung quanh các khoản thu chi bất hợp lý của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1-2, trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, diễn ra vào đầu năm học 2023-2024. Trong đó, các khoản thu chi của ban đại diện cha mẹ học sinh đã được công khai trên nhóm trao đổi chung của phụ huynh do bà Nguyễn Thị Thúy Quyên, thủ quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1-2 tổng hợp. Cụ thể, tổng số tiền hội lớp đã thu là 313 triệu 300 ngàn đồng, trong đó 31 trên 32 học sinh đóng góp. Tổng số tiền hội lớp đã chi là 260 triệu 328 ngàn 500 đồng. Như vậy, sau gần một tháng triển khai các hoạt động, quỹ lớp chỉ còn 52 triệu 971 ngàn 500 đồng. Nhằm khắc phục việc thu chi sai quy định đối với công trình cải tạo lớp học, ban đại diện cha mẹ học sinh đã quyết toán với tổng số tiền 227 triệu 030 ngàn đồng. Tuy nhiên, do quy trình vận động thu chi không đúng quy định, nên ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1-2 sẽ hoàn trả số tiền này cho phụ huynh của lớp. Đối với các khoản chi hỗ trợ hoạt động văn nghệ, làm rèm thay đồ cho học sinh, thuê người bưng bê và dọn dẹp ăn trưa trước cửa lớp, hỗ trợ giáo viên, tiền hòa mạng Internet, chi phí mua lồng đèn và thuê trang phục chị Hằng, chú Cụi, ban đại diện cha mẹ học sinh thừa nhận đều là các khoản chi sai quy định nên sẽ hoàn trả lại tiền cho phụ huynh. Tuy nhiên, với riêng các khoản chi gồm mua quà cho học sinh vào ngày tụ trường ngày 21 tháng 8, mua đồ trang trí lớp cây xanh để ở lớp, mua đồ dùng cho học sinh, dụng cụ vệ sinh lớp học đều là các khoản chi phục vụ trực tiếp cho học sinh nên ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn thực hiện các khoản chi này. Riêng đối với sự việc tại lớp 1-2 trường tiểu học Hồng Hà, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh chỉ đạo nhà trường tiếp tục theo dõi và giám sát việc thực hiện hoàn trả tiền thu, chi, sai quy định và báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục Đào tạo. Cùng với đó, nhà trường phải tổ chức phê bình đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-2 về các sai phạm nói trên. Trước đó, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh đã có văn bản phê bình bà Bùi Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Hà, về việc chưa thực hiện đúng quy trình vận động, công tác thu chi quỹ hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng quy định.
Ngày 28 tháng 9, trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã nắm thông tin các đoạn video clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh học sinh trường này đánh nhau trong nhà vệ sinh. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Theo nội dung đoạn video, trong nhà vệ sinh của trường, một nữ sinh bị hai học sinh khác lần lượt nắm tóc, đấm đá túi bụi vào người. Tuy nhiên, nữ sinh này chỉ ôm đầu chịu trận mà không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Ở một đoạn video clip khác, một nhóm học sinh nữ đang hút thuốc trong nhà vệ sinh trường học. Sau đó, các em dọn dẹp xung quanh, xịt nước hoa lên người và trở lại lớp học. Các đoạn video clip được quay vào thời điểm cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023. Nguyên nhân xảy ra đánh nhau là do các nữ sinh có mâu thuẫn với nhau từ trước. Chiều ngày 28 tháng 9, một lãnh đạo xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đau lòng khiến một học sinh tử vong. Thông tin ban đầu khoảng 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bà H, giáo viên một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thanh Chương, điều khiển ô tô đến đón con tại trường trung học cơ sở Thanh Dương. Khi đến nơi, bà mới biết con đã được chồng đón về nên lùi xe để quay đầu. Trong khi lùi xe, bất ngờ xe bà này tông vào xe máy của mẹ con một em học sinh lớp 6C đang ở phía sau, khiến em bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng em không qua khỏi. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ngày 28 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc, cán bộ ngân hàng, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 9, khi tổ kiểm soát triển khai nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn tại tỉnh lộ 295B, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Thành Hưng, tổ viên tổ công tác đề nghị kiểm tra nồng độ cồn, nhưng ông Lê Ngọc không chấp hành và dùng tay gạt máy đo nồng độ cồn, có lời lẽ không đúng mực với lực lượng cảnh sát giao thông. Ông Ngọc còn dùng tay đấm vào vùng mặt Đại úy Hưng. Qua xác minh, ông Lê Ngọc là cán bộ một ngân hàng, chi nhánh Tiên Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Ngày 18 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh để tiến hành xử lý đối với cán bộ công chức đảng viên vi phạm luật giao thông đường bộ theo quy định.